Mẹ ơi con đi chơi. Ok. Hôm nay mẹ đã thay đổi xong xu nhanh không? Bây giờ con muốn đi chơi, con phải hát cho mẹ tặng một bài hát đi. Round and round. Ủa này lại vậy ta? Ủa cái bữa thì lạ quá. Thôi đi chơi con ơi. Đi nào. Tới rồi nè cả nhà ơi. Bữa giờ Nhân nghe nói sự kiện Festival 2024 mẹ bầu và em bé của Kids Plaza rất là hot, nên dẫn Mona đến cho Mona trải nghiệm và thử các gian hàng ở đây. À đây rồi mọi người ơi, vốn là fan của Nutrien Junior trước giờ rồi, vì sản phẩm có công thức chuyên biệt dành cho trẻ nhẹ cân như bà Bona vậy đó. Lâu lắm rồi nhưng mới có dịp cho Bona tham gia các hoạt động mini game thế này, vừa giúp Bona phát triển về thể chất, đề kháng tốt hơn và còn giúp Bona phát triển tư duy nhạy bén nữa. Khi tham gia các mini game, còn có cơ hội nhận quà tặng giới hạn đặc biệt như túi Toast Lock Nutrien Junior và giấy thông tin sản phẩm nữa đó. Và bút Nutrien Junior để tặng nhiều ưu đãi nha. Giờ Nhân và Bona đi về đây. Tạm biệt cả nhà.